Lâu quá mới quay lại đây đúng không? Dạ, cũng mấy tháng rồi anh nhỉ? Mấy tháng rồi. Em thấy công trình giờ xây dựng nhanh không? Nhanh chứ anh, mới ngày nào em thấy nó còn chập chững 1-2 tầng rồi, và bây giờ cấp nóc luôn rồi. Năm ngoái anh nhớ lúc em mới vô là dự án của mình là gọi là ở phần này chưa có làm, chưa xây móng luôn nè đúng không? Lốc C chưa xây móng luôn anh. Móng luôn bây giờ. Dạ. Hiện nay thì lốc A và lốc B đã được cất nóc rồi đó. Còn anh thấy lốc C nè ha. Lốc C là lên tới tầng mười mấy luôn rồi. Dạ. Lốc D thì cũng sắp cất nóc rồi đó. Rất là nhanh ha. Lúc em đầu em triển khai bán dự án này thì em thấy thích nhất những căn nào? Em thích mấy căn ở bên lốc A, tại lúc đó em thấy nó hướng thẳng về thành phố anh. Hướng thành phố à. Nhưng mà khách hàng của em thì nhiều người thích lốc C hơn thì phải. Anh thấy là rất là nhiều khách hàng người ta thích những cái căn á mà view về phía công viên này nè. Dạ. Nhìn nó thoáng mát hơn đúng không? Nó thoáng đãng hơn với lại view về trung tâm hành chính huyện Bình Chánh nữa. Hả? Vị trí rất đẹp luôn. Cái lúc mà em mới vô á là chủ đầu tư cũng đang triển khai gọi là cải tạo lại công viên, và công viên hiện nay cải tạo lại rất là đẹp luôn. Dạ. Rất là nhiều tiện ích cho cư dân xung quanh. Công viên này thì đợt anh ra bỏ ra 10 tỷ lận đúng không anh? Đúng rồi, em 10 tỷ để mà cải tạo. Thì theo em thì trong cái dự án của mình thì căn nào là biết nhất? Dạ, em nghĩ là căn 113m², căn mini penthouse. Mini penthouse hả? Dạ. Em có thích căn đó không? Có chứ anh, nếu mà có tiền thì đương nhiên em sẽ mua căn đó để ở đó. Tại sao? Tại vì nó giống như một cái penthouse nhỏ của mình vậy. Ừ. Gia đình mình ở cũng thoải mái hơn. Nó không gian của nó rất là rộng. Ừ. Dạ. Còn lý do nào nữa? Em biết không? Nó có 3 phòng ngủ hả anh? 3 phòng ngủ thì căn đó là nhà nó thiết kế 3 phòng ngủ. Và căn đó thì chủ đầu tư đang gia họ bố trí ở những vị trí gốc. Dạ. Thì nó sẽ tạo hai view rất là thoáng cho cư dân khi sở hữu những cái căn 113m². Và những căn đó đều nằm ở vị trí mặt ngoài hết. Nên khi mà cư dân họ sở hữu những căn này thì họ sẽ được một cái không gian thoáng hơn, mát hơn, view ra phía bên ngoài rộng rãi hơn nè. Dạ. Rồi thiết kế 3 phòng ngủ thì nó giúp cho đại gia đình có thể phù hợp ở nè. Thậm chí những người ở một cặp vợ chồng trẻ ở cũng rất là thích hợp. Tại sao? Nếu mà có định hướng là cặp vợ chồng trẻ có thể ở căn master nè, còn hai căn phòng ngủ còn lại là có thể xây dựng cho những cái đứa con trong tương lai, hoặc là thậm chí có thể thiết kế cái dạng gọi là phòng trải nghiệm, rồi phòng làm việc chẳng hạn, vân vân và vân vân. Thì anh sẽ cùng với Tiên mình quay lại cái nhà mẫu của dự án Westgate để mình xem qua cái thiết kế của căn này để chia sẻ đến khách hàng xem qua Tiên nhé. Dạ. Rồi mình cùng di chuyển ha. Thế nào? Bây giờ mình đã quay lại cái căn 3 phòng ngủ nè Tiên. Dạ. Anh mời Tiên ha. Rồi. Thì bây giờ mình chia sẻ lại cho khách hàng cái không gian của căn 3 phòng ngủ này. Thì cảm giác mà em quay lại căn này thì em cảm giác như thế nào? Em vẫn thấy nó rất là đẹp. Không gian phòng khách tuyệt vời đúng không? Dạ. Không gian này thì sau này em đãi tiệc trong nhà em luôn, khỏi phải di chuyển ở ngoài. Em thích nhất là cái ban công ở đây á anh. Ban công đúng không? Dạ. Tại sao em thích cái ban công này? Nó rộng và thoáng mát, thì sau này mình tưởng tượng á, ở đây là một cái thang sắt nè anh. Lan can. Dạ, cái lan can thì đó, buổi tối á, nó sẽ vào trong nhà của mình. Mình ngồi đây, mình ăn đồ nướng, tiệc BBQ thì nó khá là tuyệt vời. Rất mát. Tại công viên trung tâm hành chính của mình á thì cực kỳ là mát luôn. Rồi ở đó thì môi trường sống cũng khá là trong lành nè. Rồi mình có nguyên một cái ban công rất là rộng như vậy. Tại khu vực ban công này thì em có thể trồng rất là nhiều cây xanh. Dạ. Trong cái ban công mình. Thậm chí mình trồng những cái loại rau dây leo á, mình có thể sử dụng trong gia đình mình luôn, sử dụng rau sạch ha. Dạ. Ngoài ban công mỗi buổi chiều mình cái view của căn 3 phòng ngủ á, view ra nó rất là thoáng luôn. Thì mỗi buổi chiều mình đặt cái ghế mây á, mình ngồi bên đây mình vừa nhâm nhi một ly cà phê, mình ngắm về công viên trung tâm hành chính Bình Chánh thì thật sự là tuyệt vời đúng không Tiên? Đúng rồi. Ở chợ vị trí này ha, thì ở đây thì chủ đầu tư họ sẽ lắp đặt một cái cửa lùa ba cánh để mà ngăn gió bớt cho trong cái căn phòng của mình á, đỡ gió hơn ha. Sẽ rồi cái không gian phòng khách này anh thật sự rất là thích cái không gian này. Tại vì sau này ngoài cái việc gia đình và những gia đình mà khách hàng họ ở thì có thể họ đãi những cái tiệc, họ mời bạn bè của họ hoặc là họ hàng đến, thì với không gian phòng khách rộng như vậy thì em có thể đãi rất là nhiều, có thể lên tới 20 người mình ngồi quay quần ở dưới
cái không gian này thật sự là tuyệt vời luôn. Em biết về cái bàn giao nội thất của chủ đầu tư An Gia cho khách hàng không? Theo lần trước em thấy á, thì nó bàn giao là của anh Cường đúng không anh? Ừ. Bếp trên và bếp dưới cho khách. Ừ. Thì đợt này có gì thay đổi không anh? Đó thì vẫn là tủ thương hiệu Kata của An Cường ha. Dạ. Tủ chống va đập. Thì ở đây nó có một cái những cái lò xo nè. Lò xo này là thương hiệu Hubler. Cái lò xo là xo giảm chấn rất là tốt. Trên thị trường rất là nhiều loại cái lò xo làm cho cánh cửa tủ. Một số lò xo thì khi mà đóng lại nó sẽ không có giảm chấn, nó gây nguy hiểm cho cái gia chủ ha. Rồi đối với căn 3 phòng ngủ á, thì chủ đầu tư An Gia họ lắp đặt sẵn cho cư dân những cái hộc tủ y chang như vậy luôn, giống 100% ha, là gỗ Kata, là tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Và ở đây thì mặt đá đây là đá tự nhiên trên cái mặt bếp nè. Và ở đây thì chủ đầu tư họ bố trí cho cư dân một cái bếp thương hiệu Hubler, 3 vùng nấu ha, và máy hút mùi cũng thương hiệu từ Hubler của Đức em nha. Đây là mình được nhận cả bếp trên và bếp dưới đúng không anh? Bếp trên, bếp dưới đó. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Rồi những cái hộc tủ thì chủ đầu tư bố trí rất là nhiều ngăn tủ cho gia đình này. Có thể chứa rất là nhiều chén, nĩa, rồi son nồi đầy đủ hết, rất là nhiều ha, mình rất là tiện lợi luôn, thực sự tuyệt vời ha. Rồi bồn rửa này á cũng bàn giao bồn 2 chậu, một chậu thì em có thể rửa rau củ quả, một chậu thì em rửa thịt với lại rửa chén sau khi mình sử dụng á, thì nó sẽ giúp cho an toàn vệ sinh thực phẩm hơn. Ở đây có vòi nước cũng thương hiệu Hubler luôn em nhé, cái này mình có thể kéo ra được nè đó. Thì vòi này thì em có thể là uống nước được tại vòi luôn, nó có hệ thống lọc nước trung tâm em ha. Rồi thì phía không gian này chủ đầu tư chừa một cái khoảng trống để em có thể lắp đặt cho mình một cái tủ lạnh side by side như vậy ha. Đó. Thì nhà anh cũng lắp đặt một cái tủ như vậy nè, cái tủ nhà anh thì nó to hơn, nó cao lên tới trên luôn, cũng lắp đặt y chang như vậy. Và đặc biệt trong cái căn 113m2 này á, thì em có được bố trí thêm một cái video call an ninh. Em biết tính năng của video call an ninh này không? Dạ không anh. Video call an ninh này á, là sẽ kết nối xuống cái phần an ninh của phía ban quản lý ở dưới tòa nhà. Có nghĩa là mỗi lần mà những bạn bè của em lại tòa nhà á, thì họ sẽ thông qua cái mắt thần ở dưới sảnh, họ sẽ gọi lên cho em. Họ gọi bấm mã căn hộ của em, họ gọi lên đây. Thì em chỉ cần ở trên này em xác nhận là họ tự động đi lên thang máy. Họ còn khỏi phải phiền đến ban quản lý, wow. Khỏi phiền đến bảo vệ luôn. Và tiện lợi. Và những người thân đó cũng cảm thấy nó rất là tiện lợi. Và em cũng xác nhận được người đó có phải là bạn của mình hay không. Nhiều khi mình thấy trong qua gương mặt ở đây nó có mắt thần với nó sẽ nhìn vào gương mặt của cái người đó. Nếu mà không phải bạn bè thì em từ chối, là họ sẽ không di chuyển được trong căn hộ của em. Đấy là điểm nổi bật mà vết gây hơn tất cả các dự án xung quanh hả? Anh ở cái căn hộ sao ghét của Nam Long á, thì nó không có cái tính năng này, không có tính năng video call an ninh này ha. Rồi bây giờ anh xin mời em vào cái phòng master ha. Đây là khu vực không gian của phòng master. Đây là không gian của em nè. Tuyệt vời đúng không? Em thấy không gian này như thế nào? Quay lại thì như thế nào? Em khá là thích không gian này vì em có một chỗ riêng để có thể trang trí. Ừ. Dạ. Mỗi buổi sáng, buổi tối ha. Mình vừa trang điểm mà vừa có thể làm được một phòng quần áo riêng đúng không anh? Phòng quần áo riêng. Thì đây là khu vực em có thể bố trí những cái trang phục rồi những cái phụ kiện của em ha. Rồi, anh tin rằng với không gian này thì mỗi buổi sáng sẽ lấy cho em một cái nguồn năng lượng rất là lớn trước khi mình bắt đầu một ngày mới cho công việc. Anh cũng thích cái dạng thiết kế tủ như vậy nè. Tại vì tủ này, không gian này dạng không gian mở, nó tạo cảm giác cái căn phòng của mình thoáng và rộng hơn ha. Mặc dù ở đây nó có cái tủ với có một phòng nhỏ rồi mà bên đây nó không bị chật quá nha. Thì ở đây thì chủ đầu tư họ thiết kế cho mình một cái đôn.
phía đông em ngồi ở đây để em ngắm cảnh. Thì cái view của em sau này nhìn ra phía bên ngoài ha, cửa này là cửa cách âm. Thì cái cửa này chủ đầu tư thiết kế hai cánh. Khi em mở hai cánh cửa này ra, nó sẽ tạo đối lưu gió, thì nó sẽ giúp cho căn phòng em mát. Còn nếu mà thiết kế dạng một cánh á, mà cái cửa chính em đóng, dạ, thì nó sẽ không, gió nó sẽ không vào được, nó sẽ làm cho căn phòng mình rất là nóng. Thế còn khi mà em thiết kế cái dạng đối lưu như vậy nè, gió nó sẽ lùa theo, nó làm căn phòng mình mát, thoáng căn phòng mình luôn ha. Và cửa cách âm thì khi mà đóng cửa này lại á, thì những âm thanh phía bên ngoài em sẽ không nghe nữa. Tối ngủ mà yên tĩnh thì rất là tốt ha. Chất lượng bàn giao bên đây nó khá là tốt ha. Đúng rồi. Thì những cái phụ kiện bàn giao cho cái căn hộ mình á, đa phần chủ đầu tư An Gia lựa chọn rất là kỹ từ những nhà cung cấp lớn và những thương hiệu có tiếng trên thị trường. Thì chính vì vậy nó sẽ làm cho cái căn hộ chúng ta càng sang trọng hơn nữa. Thì ở đây thì chủ đầu tư An Gia làm những cái điểm nhấn khi mà khách hàng, cư dân á, người ta nhận nhà về, người ta có thể thiết kế như vậy. Những cái gương soi như vậy thì cái căn phòng của chúng ta sẽ cảm giác cái căn phòng em nó rộng ra rất là nhiều luôn. Thì anh dẫn rất là nhiều khách hàng vào đây thì bất kỳ khách hàng nào cũng đều cảm giác như vậy hết. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua phòng ngủ số 2 em ha. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 cũng rất là thoáng luôn. Cũng có cửa sổ view qua phía bên ngoài luôn. Cái phòng ngủ số 2 đặc biệt là có một cái view góc nè em. Rất đẹp ha. Đó. Với cái view góc này thì em sẽ nhìn không gian nó rộng hơn ra phía bên ngoài. Rồi tại cái view này á, thì chủ đầu tư họ bố trí một cái bàn làm việc gợi ý ha. Thì cái phòng này thì anh lại thích cái phòng này hơn nè. Tại vì anh ở một mình, anh thích cái phòng này. Mình có cái bàn làm việc như vậy, mình có cái tầm view cực kỳ đẹp ha. Dạ. Em thì thích, em khá là thích mấy không gian mà ấm cúng giống vậy. Ừ, ấm cúng giống vậy ha. Nó gọn đúng không em? Nó gọn ha. Rồi. Cái view này thì nếu mà cái view này em chọn những căn 113m2 này á, sẽ view về công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Dạ. Thì sẽ mỗi buổi sáng mà mình nhìn cây xanh á, mình cảm thấy con mắt mình nó dịu hơn và nó sẽ giúp cho mình tái tạo cái nguồn năng lượng sau những ngày làm việc gọi là mệt nhọc ha. Rồi, cái hệ thống tủ này á thì là hệ thống cái dạng không gian mở, em không cần làm cái cửa tủ luôn. Tủ này mình được bàn giao đúng không ạ? Thì tủ này thì chủ đầu tư An Gia sẽ tặng cho mình những cái phụ kiện nội thất đi kèm. Dạ. Trong cái đợt mua hàng này, những giai đoạn đầu là không có tặng nội thất, nhưng mà trong giai đoạn này thì em sẽ được tặng giường, rồi tủ quần áo ha, rồi bàn ghế. Thì ở đó thì nó sẽ có cái danh mục đầy đủ cho những cư dân họ sở hữu căn 113m2 này luôn. Thì gỗ trong cái thương hiệu mà tặng nó cũng là gỗ của An Cường luôn em nha. Thấy tuyệt vời không? Đó. Không gian này thì cũng là căn phòng ngủ số 3 ha. Thì với không gian này thì thay vì làm phòng ngủ thì chủ đầu tư họ gợi ý cho mình một cái option, đó là không gian trải nghiệm. Nếu mà em là gia đình trẻ hoặc là những khách hàng gia đình trẻ sở hữu căn này mà gia đình gọi là chưa có nhiều thành viên, thì có thay vì thiết kế một cái phòng ngủ thì những cư dân họ có thể thiết kế một cái không gian trải nghiệm như vậy, hoặc là một không gian làm việc để mình thay thế cho cái việc mà mình sử dụng tối ưu về công năng của cái căn 3 phòng ngủ của chúng ta. Em thấy tuyệt vời không? Mỗi sản phẩm An Gia đưa ra đều có những cái sáng tạo trong cái việc mà thiết kế phòng ốc trong căn nhà 3 phòng ngủ, rất là tuyệt vời. Nếu mà em thì em cũng sẽ thiết kế giống kiểu như vậy, tại vì nếu mà để 3 phòng ngủ thì nó sẽ hơi tốn đúng không anh? Đúng rồi, 3 phòng ngủ thì hơi phí. Tại vì không gian này em có thể thiết kế phòng trải nghiệm như vậy là tuyệt vời nè. Nếu mà em không thích nữa thì em có thể thiết kế phòng làm việc. Còn không thích nữa thì mình có thể thiết kế một cái kho cũng được, để mình chứa những cái vật dụng nào đó mình ít sử dụng thì mình có thể làm cái kho luôn cũng được. Dạ. Tận dụng công năng mọi lúc mọi nơi ha. Rồi cái view, em cũng nhìn cái view này rất là thoáng ha. Cái view cũng cực kỳ thoáng luôn. Nói chung là 3 phòng ngủ thì cái view nào cũng hướng ra ngoài hết, nó không bị chắn view bất kỳ một cái phòng nào hết, thì nó sẽ làm cho cái căn nhà chúng ta cực kỳ là thoáng, cực kỳ là dễ chịu. Dạ. Sau
khi mình xem lại nhà mẫu thì em thấy như thế nào, cảm xúc như thế nào? Em vẫn thích căn nó nhất. Vẫn thích căn. Dạ. Cái thiết kế căn này thật sự khi mà những khách hàng của Giang á, họ đến họ trải nghiệm và họ rất là happy đối với căn này và quyết định lựa chọn ngay cho mình một căn như vậy. Và hiện nay thì chủ đầu tư An Gia có những chính sách cho những khách hàng sở hữu những cái căn 113m² này cực kỳ là tốt luôn anh chị khách hàng nhé. Nếu chị khách hàng muốn biết chính sách đó như thế nào, có thể vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 0914245885 và Tiên 0938644786 để biết thêm chi tiết về dự án nha. Rồi, hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại căn hộ 113m² và vị trí dự án Westgate của chúng ta. Xin chào anh chị khách hàng. Tạm biệt quý anh chị.